Đây là cái sen cạn đợt đi mù Cang Chải đã chủ nhà tặng mang từ mù Cang Chải về. Bây giờ đã nở như thế này và thành quả là như thế này. Đấy. Như này cho mấy chú ở mù Cang Chải xem nhá. Thẻ bài. Lan đột biến đây. Lan đột biến của ông Lê Hoa Bắc đang giá 20 tỷ đây. Đấu bán đấu giá 20 tỷ đây. Lan đột biến của ông Lê Hoa Bắc đây. 20 tỷ nhưng mà ông Bắc chỉ lấy được 1.000 thôi. Còn lại là công tác lan nay nở nhiều quá. Còn nói là lan đột biến. Thế này bây giờ đấu giá thì bao nhiêu tiền? Bông này hiện nay có giá khoảng ở tại vườn của tôi khoảng 30 triệu. Nó rẻ mà. Cái lan gì? Đây là lan gì? Cá mập. Nước cá mập à? Còn đây là hồng gì? Hồng nhung à? Nó không gọi nữa à?
lan gì mà như tai quay này? Lan tai quay à? Lan gì? Lan hồ điệp ạ. Dạ. Tôi phải quay cái cung đồng lên trên này để rất là nhiều màu, rất cảnh. Chứ không phải là lan tai voi, không phải lan tai voi của lính Trường Sơn hái để nấu canh ăn tai voi. Trời mưa lên cắm hoa. Trời mưa nó mới tươi. Nắng nó héo. Đấy. Thế là được 7 phút, thế là được rồi. Mưa nhiều quá nó ứng.